Hơn 2 tiếng mà đến bây giờ vẫn chưa xong nè. Đó. Bùi rồi. Ôi. Ôi ôi, cái khổ ông già. Im. Ô sao nó nhãn vậy hả? Bùi leo. Ô chiếc xuồng nhỏ quá không sao? Cua dạ. Đổ cua. Ây dạ. Cua bò theo nữa. Dạ chào cô bác quý anh chị, hôm nay Bùi Hồn với đi theo ông Sáu với bà Sáu để đổ cua nè. Chiếc xuồng thấy nhỏ xíu à. Quá nhỏ anh thích nè. Giống như cái xuồng nè, bà Sáu đi kêu qua lấy nhỏ đem đi. Dạ. Nhỏ đi cho nó thể hơn. Đổ ở đâu bà Sáu? Đi ngoài mình chưa đặt phải gì đổ. À bây giờ mình đặt trước rồi đổ sau ha. Mình đặt rồi mình ăn tối mình đi chơi quay giống hồn rồi chơi rồi bắt đầu mình mới dở đổ cua lên. À, vậy là mình đặt trước, mình quay vòng vòng chơi mới dở cua lên. Ừ. Thú vị á. Ừ, mình đi chơi có cua lên mình luộc mình ăn được. Dạ. Thoải mái đi, ngoài là thấy ham lắm. Dạ. Và hình ảnh của bác quý anh chị thấy là ông Sáu với bà Sáu. Hằng ngày là cua đó ông Sáu bà Sáu đặt được bán bao nhiêu tiền một ký? Trời ơi, ký có 70 ngàn rồi con ơi. Được mấy ký bà Sáu? Được 4-5 tỷ đi chung với Thất đó, Thất nó cũng với Đạt. Đi đặt cho thức đó, đó nó quen. À. Hai người bà mà có 100 cái gặp mà. Hai người mà có 100 cái gặp thôi. Hai người có 100 cây tính mua thêm 50 cây nữa mà chưa mua. Dạ, đi gì vô quen không bà Sáu? Quen, bà Sáu đi nào giờ rồi. Đi nào giờ ha. Ừ, Sáu đi mấy chục năm rồi. Đặt ở đâu bà Sáu? Đặt nó lửa ra đi lấy lửa không? Đây luôn. Chịu dạ. Con đâu sợ gì, chỉ sợ đói thôi. Đói cơm nè, đồ ăn đây. Vậy vui á. Ừ, rồi bà Sáu bà hổng đem tép theo câu. Câu có nấu canh chua cho hồ với Sáu ăn. Ở cho ăn thích. Rồi bây giờ ở tới chiều luôn ha. Ừ, thích Sáu ăn con cá đó, cho mình nấu canh chua đồ, mình nấu ở nhà ăn ngon lắm. Đây là một cái hành trình dài tập với cô bác của anh chị. Và dạ, để cho cô bác quý anh chị hiểu rõ được cái cảm giác của miệt biển cũng như là miền thứ Kiên Giang là như thế nào, thì hôm nay Bùi Hồ sẽ cùng với ông Sáu và Sáu sẽ trải nghiệm ở đây. Đặt lúc bây giờ có dính hồ ơi. Dạ. Chứ muốn ăn tôm nó chảnh là kéo lên chứ có tôm ăn. Dạ. Không có nắng chưa. Mấy chiếc tàu đó để làm gì hả bà? Cao gò. Cao gò. Ồ. Nhìn những chiếc tàu cò cò kìa cô bác quý anh chị. Bây giờ lát nữa mình qua chiếc vỏ có lớn hơn. Có mà vỏ lớn đây chứ đi xuồng này mệt lắm. Dạ. Mà con thấy chiếc xuồng này nó xuống cấp quá à. Bởi vậy mà chưa có tiền hết teo lại. Chắc teo chân lại. Dạ. Bà Sáu đi về vui không? Hả? Vui không? Ồ. Ồ. Đi cái chỗ lớn đi cho nó mẹ. Dạ, mà nhưng mà đi chỗ nhỏ nhỏ thì con cũng sợ nè. Không có sống gì đâu mà nó thấy nó chậm trội. Con đi chỗ lớn nó gặp cái đi mẹ lắm. Vậy là đổ hoa đổ cua nghe chứ cua đâu mà trên bè đổ. Dạ. Hàng lắm. Ông Sáu là lúc trước là Bùi Hồ có quay về cái cảnh ông Sáu mà đặt lú để đổ cô bác quý anh chị. Và bà Sáu thì có vô nhà bà Sáu một lần. Nhà này cũng trống trước dột sau hết à. Và hàng ngày thì bà Sáu hôm đó là vô gặp bà Sáu lựa con guốc. Ủa lựa con khô. Cá cơm. Cá cơm. Dạ. Dạ. Ngày thu nhập được nhiêu tiền á bà Sáu? Dạ, nó đặt nửa trăm mấy, đặt trong chung thất á. Dạ. Người bán rồi, bán nhiều bữa trăm mấy, trăm mấy. Có bán thì được 300, 200, mua cá mồi, mua sắn cơm. Lý do là lúc nãy thì cái chiếc vỏ của ông Sáu á, cũng vỏ đằng đó đó. Cái xuồng của ông Sáu nó nhỏ quá, nên thành thử là nãy giờ phải chuyển sang chiếc vỏ lớn. Thì bà ông Sáu với bà Sáu chia sẻ là đi chiếc vỏ này cho nó thuận tiện hơn. Và chiếc vỏ này là của anh Trí, nhà đây là nhà của anh
sẽ bắt đầu cái chuyến hành trình đi ra ngoài hòn đá lửa để mà cái này là gọi là bẫy 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 gì sao bẫy đó gọi là bẫy gì cái này gặp sao cái bè lên dạ à gặp này lúc trước là mình đặt con ba khía nè phải không sao dạ và sau lưng của bùi hồ đó chính là ông sáu hả chào ông sáu ơi hôm nay đi đâu ông sáu hôm nay đi đâu nay đi đá lửa đặt cua đá với ghẹ gành dạ cái mùa dịch này ông sáu sống làm sao mùa dịch này cũng sống cũng đỡ nhờ nhà nước hỗ trợ á rồi cho gạo đồ kia sống được qua mùa dịch có được hỗ trợ tiền không được hỗ trợ được chữ gửi rồi với cho được hai mấy ký gạo dạ sống qua mùa dịch còn cá với là mắm rồi là mình đặt biển ăn dạ cá mắm thì mình đi đặt gặp này nè rồi kiếm cá đồ kia dạ về ăn dạ bây giờ người tuổi ông sáu là tuổi năm nay là nhiêu con quên mất tiêu rồi sáu tháng trước gặp ông là năm nay là nhiêu qua nè 34 tới 35 rồi dạ cái tuổi người ta nghỉ ngơi mà ông còn lên đên tin sóng nước gì buồn không còn làm buồn tại vì cái số phận của mình nói chị ơi phải chịu thôi dạ con cảm thấy con rất ơi vì con bé bồng bềnh nè dạ mình đặt ở đâu không sao đặt ngoài hòn rồi đó đó dạ đặt ở ngoài ngay chỗ hòn đá lửa rồi đó ha dạ rồi thôi bây giờ ông sáu với bà sáu hôm nay có chuẩn bị đầy đủ hết gồm có cơm nè thì nước uống rồi đầy đủ hết và bà sáu đang may lại những cái gặp lại ồ nước biển nó cứ bồng bềnh nè và cái mình đem theo cái này chứ không sao để đặt gặp đó hả đi chuồng nhỏ ra được. Dạ. Bởi cái bè có chuồng có thức của chú ba nó rồi dòng bè theo để đi đặt gặp. Bình thường là mình không có đi bằng vỏ này không đó. Bình thường nước sống trời êm thì là đi chuồng. Dạ. Còn trời gì mình đâu có đi được mượn vỏ với chú bè của chú ba đó mình chạy. Cô bác linh chị. Thì sau một hồi rẽ sóng á thì Bùi Hồ cùng với lại ông Sáu bà Sáu đằng sau này đã đến được hòn đá lửa nơi mà sẽ đặt bẫy để mà bắt những cái con cua gì á mà Bùi Hồ cũng không có gành lắm và Bùi Hồ cũng hỏi ông Sáu rằng chia sẻ tại sao hòn đá này gọi là hòn đá lửa thì ông Sáu nói rằng là cái hòn này thì có từ lâu đời mà không biết là khi nào. Ở bên đây thì cũng là những cái hòn rễ lớn, hòn rễ nhỏ cô bác anh chị. Mà hôm trước Bùi Hồ có quay cho cô bác anh chị. Ủa anh đó đặt cái gì nhân lưới không sao? Dạ vô. Ôi ơi, cái xuồng á, nhìn thấy dốc nhô không? Ôi nhìn cái cảnh đẹp vô cùng luôn cô bác anh chị. Nói chung là nhìn cái cảnh mà núi non á, nó hùng vĩ lắm. Không biết là qua khung hình thì cô bác quý anh chị thấy như thế nào với Bùi Hồ. Cảm thấy rất là phấn khích luôn. Khi mà được sống hòa mình với thiên nhiên như thế này là một điều vô cùng tuyệt vời. Ở đây không thể nào khai thác du lịch được. Ồ vô đây cảm thấy nực luôn á. Ở mấy cái phao đó là gì không sao? Mướp trời. Mướp. Đừng tưởng đâu cái phao người ta thả gì dưới chứ. Thấy cực khổ không? Vậy chứ mình không có vô đó luôn hả anh Trí? À, không vô đó hả? Vô mà vô bằng bè này nè. Dạ. Vô bằng ơi. Anh nói rồi anh. Trong khi mọi người đang chọn nơi để neo thì bà Sáu đã để mồi vô. Bà Sáu, mồi đó là mồi gì bà Sáu? Cá đù. Cá đù ha. Cháu Hồng ở giữa đi vô mồi
Không, ở giữa đi, có xe sống chưa? Dạ. Có xe sống không? Không, con bình thường à. Dạ. Con... hai ông ngồi hai đầu, hai đứa bay ngồi hai đầu rồi. Vô bốn người luôn hả? Không có, sáu không có vô. Con ngồi ở giữa đây, con quay dài dài vô. Dạ. Sáu không có vô hả? Không. Sáu trên này thôi. Sáu ngoài này vô một. Dạ. Cho họ xuống ở giữa đi. An toàn không anh Trí? Công đi đâu là cái đồ chất lượng không à, không có đồ lô rồi, kiếm hàng leo này thôi, để đi vô trong đó. Nguy hiểm dữ trời. Thôi ô, cái này xuống hồ chắc gặp xuống nữa không? Nó gớm không trời? Không. Ngồi đi, ngồi dưới đi. Ôi. Ngồi em dưới đi, rồi. Rồi để về. Trời trời. Để gặp trong lòng nó đi, rồi mẹ ngồi đó ngoài đầu đầu đó, nó thấp. Để gặp dưới giữa, hồ đi rồi. Một liều ba, một liều 37 cũng liều. Để gì chỗ ra mày ơi. Dạ. Nó để gì chỗ ra nó ơi. Dạ. Em cứ giữ luôn á. À ông sáu rồi chưa? Mày chỗ ra mày ngồi rồi mày làm gì? Được, có gì đâu trời, ngồi meo meo. Lạc không? Lạc không? Không. Cái miếng có chút xíu à, nó không có gì cản nữa nè, ở dưới này là một cái miếng phao thần tí luôn á. Rồi mà sóng gió ập ập vậy. Ông sao ông hút điếu thuốc cái đã, ông hâm nóng tình cảm còn yếu tim luôn á. Ông sao lội dưới hay đi đi trên đèo. Ôi ôi ôi. Đây đâu có sáu đống hả? Không phải đâu. Không ướt mè đâu, không ướt mình đâu sợ. Trời ơi trời. Mè bóc nhau. Con Sáu ngồi cho dẫn nha. Con bây giờ con không có sợ chìm nữa đâu. Ông bóc đây, đây đây chứ quá. Ông bóc đây. Đây đây. Tôi qua cái gì thấy nè. Này không? À, thấy đó mà dịnh. Dịnh cái tay vậy mới được. Ghê quá. Bây giờ thả xuống nặc hơn đi. Ồ. Quăng quăng khơi vậy đó hả? Quăng gì mà dính hả? Quăng gì lội vô ông bò, ông gà là bò chứ quăng gì dính. Ủa gì? Em đấy. Ngoài. Được. Nè nè ông ấy mình cứ ngồi dẫn đi không có gì đó. Thôi đây, đây, nguy hiểm thiệt luôn á. Lạnh không sao? Dạ. Anh Tý có xuống không? Mình bên ổng mà bây giờ thấy gọc với ấy nè, cái bữa thường thường hai người. Anh cài này ha. Anh cài này cho ổng thả đọc. Nó phải chừng chừng đó đi, coi đặt thêm. Anh vui đó, nó ngồi, cũng nghĩ gì ăn đó ngồi. Dạ. Vô con này con kêu dữ lắm. Mẹ, cua. Cái hao đó này nè. Thấy vậy là ông Sáu, ông cài dưới hả? Ông gà dưới. Ông gà cái gì ta? Để đây. Dây. Để lại. Mỗi ngày là bán được nhiêu tiền anh Trí? Ông Sáu gà. Ông Sáu nghe nói là 1-200 ngàn chứ không Sáu? Bữa nào trúng thì được 300, bữa nào thắt thì 200. Nó nghe cái mùi hôi của con cá nó lại phải không anh? Nãy bùi hồ phải ngồi lên, ba người phải ngồi lên cái chiếc phao này nè cô bác quý anh chị. Và ông Sáu đằng kia vẫn đặt hào. Ở đâu vẫn đặt cái con gì? Con gì anh, con gì quên rồi. Con cua đá. Con cua đá. Bùi hồ phải leo lên này. Nhưng mà cái cảm giác là đá này nó đau ghê lắm. Đá này nó rất là sắc bén luôn nè. Con mang giày là đi không được không Sáu ha. Mà mang giày dép đi đâu được đó. Rõ cho đi mà không có mang dép nó đập nó rụ mà nó đứt giò bấy á kìa. Dạ hả? Dưới hào không dưới ra thôn á. Dạ. Bén lắm rồi. Bén lắm, này đi mà trịch trịch đứt liền á. Cái giò cái giò. Cái con cua kìa. Cái bắt nó. Cua đá kìa, cua đá kìa. Cua đá không sao. Rồi nó bắt con nhau. Quả cua leo leo lôi cái phao lận luôn sao. Cua ấy hả? Cua leo hả? Cua đá. Cua leo. Con cua kìa. Im 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 im. Ô sao nó nhãn vậy hả? Cua leo. Cua leo bán rồi ăn sao?
mình ăn được chứ bán không được. Thả đi. Bán rồi chỗ đó. Bắt đó sao? Cua leo thấy đây. Thấy đây hả? Cua leo là nó leo lên bờ không sao? Mấy dựa người dựa người ta mua, ta xa cua đó bỏ rồi nó bò đi. Dạ. Nó leo đi được. Thằng mua mồi thấy nó yếu quá vậy, không tươi vậy. Hết nhiêu tiền mồi anh đi? Cái này nhiêu ký chứ sao? Ký nhiêu ta mười mấy ngàn à. Mua gần chục vài ký không? Cái ngày này gọi là ngày mưu sinh luôn á. Hả ngày đủ tiền cưới vợ chưa? Chưa đâu. Chưa lấy tiền gặp lại nữa. Chưa lấy tiền gặp lại tiền cưới vợ. Gặp này mua nhiêu cái anh? Hai mấy à rồi. Mà bạc là bình thường à, nếu mà đừng có ăn cắp là khỏe lắm, mà ăn cắp mấy hàng ăn cắp á khổ lắm, mấy hàng ăn cắp mà nó xịt á lấy. Ừ. Cũ cũ thì nó còn chơi nha, cũ cũ xét xét này nó còn chơi, mà mới mới á là nó thấy là nó, mấy thằng đi mò mò đá lụm hết trơn. À, nghề nào của người ta thì làm, mạnh mày nào mà làm mấy ăn đấy đó. Ồ. Nó đi vòng đá rồi thấy đồ của người ta rồi nó lấy. Ai làm mới ăn ha. Ừ, ai làm mới ăn, nghề mày ăn, nghề tao đâu ăn. Nghĩ đây mình mồi sẵn, gặp sẵn xuống cái đồ nó lại nó xịt nó lấy nó ban đêm nó nước trong á. Nó lấy đèn pin cái đồ nó xịt vô cái đồ thấy rồi nó dùng cho nguyên cái gặp luôn, nguyên cúng luôn. Ủa lấy cúng công rồi bỏ lại cũng đỡ đi. Ủa cái này lấy luôn nguyên cái gặp. Nó vậy đó. Rồi, thấy cái chỗ keo nó đẹp ghê ha. Qua đó rồi được không anh Trí? Được rồi. Dạ hả? Đâu đi qua thử coi, bên kia có gì không? Mấy cua nó vô hả? Quá sống không? Trời ơi. Bình bình nha. Ôi. Dạ. Này biết cổng tiên luôn nè. À. Dạ. Này là hoa. Ôi. 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 Đây lần sau nè đâu. Ở đó có người anh. Có người bên đó vậy. Ông sáu chia sẻ là ở dưới này hồi lạnh luôn. Cô bác của anh chị thấy là bên kia có một cái gì đó, đó là cái xô cái gì vậy anh Trí? Bồ. Cái bồ. Ai cột đó chi ông sáu? Ai gột chi vậy? Bố không sao? À? Nghe kìa, lỡ bãi cát đó đi. Lỡ bãi cát đó đi, cho ông Sáu làm luôn, anh Trí. À. Lỡ bãi cát đó đi. Cái gạch mới, con mới thảy vô cái đó nè. Ai gột đó chi ông Sáu? Sống nó nước ngập lên. Nó có, ta cột mà. Trời ơi, ghê vậy? Cột phải không sao? Ở đây tự nhiên vòng vòng ở đây có cái bãi cát này à. Vòng vòng ở không có chỗ nào có bãi cát giống như vậy. Xích vô, xích vô anh. Anh dám bước lên không?
quá ha. Dạ. Ôi ôi, cát mạnh ghê ha. Cát rất là trắng luôn. Cát rất là mạnh luôn. Những cái cây trầm. Đâu 6 à. Ở đây là coi như là ở ngoài biển khơi đó, chứ không phải là gần mé đâu. Nhưng mà nó có bồi một cái bãi đá và ở đây nó có lại có cát như thế này nè cô bác anh chị. Giống như cái đảo á. Nghĩ mệt hay sao? Hay đặt hết luôn sao? Đó luôn chứ đâu, tại đâu không hiểu mệt được đâu. Anh ra chơi vậy. Thôi đi theo đi. Ở đây ghê lắm. Gớt xuống rồi sao? Dạ. Người ta chặt hả? Người ta chặt hay không sao? Chị kể chị mất công không cháu ơi. Ở đây. Cái này nó đâm đau lắm. Đây là thiên tế. Thiên tế. Chỗ gốc qua đẹp lắm, rất tròn nè. Gốc nữa, có cái kỹ vậy đó. Mình mở à, cho kỹ mà, đi lẻ với ông. Đấy chưa? Đây. Đó. Ông Sáu dưới này hả? Đây để con lấy ra. Cái rồi. Bùi Hoàng ngồi lên giống như là tảng đá yên ngựa cô bác quý anh chị. Nhìn rất là đẹp luôn. À, và cái khung cảnh ở đây nè cô bác quý anh chị thấy nè. Ô cực kỳ hùng vĩ luôn á. Cô bác quý anh chị biết không, lúc nãy là mình đi là khoảng 8 giờ rưỡi mà đặt đến 10 giờ rưỡi, hơn 2 tiếng mà đến bây giờ vẫn chưa xong nè. Đó. Bùi Hồ phải mang cái đôi giày của mấy anh bộ đội để chống cái sự mà bén của đá. Anh Tí bài lội vô nước nè. Đây, mày chở vô đây tao, đây rồi. Mình đâu biết rằng là ăn cua nó 100 mấy 200 ngàn ký mà mấy người đặt nó lại cực khổ như thế này đâu. Nhiều ký anh Trí? 80 à, ý 70 à. Báo cho bạn hàng người ta có 70 ngàn ký rồi. Dạ. Trời, mình con Sáu à. Đặt tên xui, ngày gì kiếm vài trăm ký, 5 ký cũng có. 5 ký là trúng rồi đó. Là 7,350 là chia 2. Xuyên á, ngày đêm luôn á thì kiếm 7-8 ký được. Cái gì á, là như đặt ngày vậy đó, rồi tối mình đặt tới sáng luôn. Vậy hả? Mấy bữa anh đặt vậy á. Anh đặt tới sáng luôn hả? Ừ. Canh chừng đậu với vỏ bự á. Canh chừng. Bữa nay là chia 3 nha. Đúng không? Họ rồi chia 3 kìa. Cá. Họ rồi chia 3. Bình thường là chia 2, bữa nay là chia 3. Ừ, đây chia 3. Dạ. Chở vô. Chở vô anh Trí ơi. Ở đây có con hầu đi nha. Anh không. Ô. Ôi. Trời ơi, cái khổ ông già. Trời ơi, trời. Trời ơi. Nó đánh sóng nó dập vô
cái tảng đá thì nó dập vô lại cái sóng nước, dập vô lại cái mặt của ông Sáu. Ờ, giờ mà mở mắt ra hả? Mà không có kiến người cây rồi sao? À, có kiến, để chỗ này là có kiến thì lại có mắt vậy đó, thì coi. Quá cực khổ. Đã kiếm được con cua, con cá đối với người dân biển như ông Sáu là đâu phải đơn giản đâu. Ông cậu thôi, ông cậu, ông cậu ơi. Đây, bên kia đây, đây sao rồi không? Bên kia nè. Dạ, con cái đều nghèo hết, già cũng phải mưu sinh nữa cô bác của anh chị. Hôm nay thì Bùi Hồ muốn quay cái clip này để xem là cái cảnh ông Sáu thường ngày mà đặt bắt cua như thế nào. Trước đây thì ông Sáu có thường đặt lú mà bây giờ là đặt lú không dính nữa anh Tri. Hết dính rồi ơi. Dạ. Đây là những cái thước phim mà chân thật nhất mà Bùi Hồ muốn gửi đến cô bác quý anh chị. Những người mà làm ăn chân chính kiếm được một 200 ngàn là một điều rất là cực khổ luôn, chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. À, cô bác quý anh chị, hiện nay thì 11 giờ và ông Sáu thì mới đặt xong những cái bẫy, những cái con cua đá. À, thấy hình ảnh này vô cùng đáng thương cụ không? Cực không Sáu? À, cực chứ. Lạnh không? Nó cũng lạnh vậy. Cũng lạnh gì? Mà chưa xong thì kiếm đồng tiền rồi phải cái gán chứ. Kiếm đồng tiền rồi phải gán hả? Nhưng mà kiếm đồng tiền chân chính thì nấy nó bền hơn. Ha. Nó ông trời ông sẽ có mắt, ông sẽ thấy là không cho mình bệnh hoạn. Đủ ăn thôi. Đủ ăn rồi. Nhưng mà sống gì thấy vui không Sáu? Không gì cũng khỏe, vui. Vui. Chứ mình nha. Bệnh hoạn rồi đâu có thấy vui gì đâu. Dạ. Mà sớm giờ mệt chứ không Sáu? Mệt thì nó cũng mệt chứ. Con thấy nước nó cứ dỗ dỗ vô cái đá rồi nó dội ra cái mặt của ông á. À. Rồi cái lúc đó là nó cay dữ không? Nó không cay. Dạ. Nhưng mà có cái lúc mình đặt á, sóng đánh lạnh quá, giật đầu vô đá. Dập đầu vô đá luôn hả? Ừ. Ô ghê vậy? Không đánh á. Rồi có lần nào bị thương không? Có. Bị thương luôn? Ừ. Ở đây là lúc đầu Sáu chưa? Lúc rồi. Thương ghê á. Không, bây giờ ông Sáu còn mơ ước gì đó không? Quên rồi. Mơ ước ác làm kiếm tiền, sửa cái nhà. Em cụ 64 tuổi không cô bác của anh chị? Gặp mấy ông cụ mà ở Sài Gòn, ở những thành thị chắc đâu có lao động nổi như ông Sáu đâu. Em sao? À, em tôi mà nó nhỏ hơn tôi mà nó lao động như tôi, nó làm không nổi. Dạ. Nó làm quen rồi, em làm không được. Tới mẹ ăn nó không giết mày quen. Bởi vì nó có tiền có của. Dạ. Thì nó đâu có làm gì đâu. Hả? À. Ờ. Ông còn lật á, con lội như ông lội không nổi đâu. Lội. Lội nó giết nó quen. Sinh ra ở vùng núi nhưng mà lại về biển sống hơn sao? Dạ. Tôi trước kia ở vùng nước ngọt. Dạ. Rồi về biển rồi sống. Thôi về biển luôn.